Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lời Đức Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Các sơ thân mến, hôm nay muốn nói với các sơ, với 14 sơ. Nhưng mà qua các sơ muốn nói với tất cả anh chị em điều này. Hôm nay là ngày cưới đặc biệt của các sơ với chàng rể đặc biệt, chàng rể thần linh. Chàng rể ấy đặc biệt ở chỗ nghèo xác, nghèo sơ, trần trụi, và lại một kẻ bị xử tử, một tử tội trên thập giá. Các sơ nguyện bước theo chàng rể đó, có phải không? Chàng rể ấy là hình ảnh, bản thể của Thiên Chúa, đấng tạo hóa, là Thiên Chúa duy nhất, chiên thứ Thiên Chúa chân thật đấy. Hình ảnh ấy lại là hình ảnh của một kẻ tự hủy mình ra không, ở chỗ đấng tạo hóa thành một thọ tạo mỏng giòn yếu đuối, và lại trở thành một kẻ tội đồ chịu treo trên thập giá. Một Thiên Chúa như thế đó, các sơ nguyện đi theo, đó chính là sự khôn ngoan nhất mà các sơ đã chọn. Sự khôn ngoan mà Thánh Phaolô nói ở trong thư gửi tín hữu Corinto đấy. Trước mắt thế gian đó là điều điên rồ, nhưng Thiên Chúa đã chọn cái điên rồ trước mắt thế gian, đó chính là cái khôn ngoan của Ngài. Trước mắt thế gian, kẻ tử tội kia không một tấc sắt trong tay, không một vũ khí trong tay, mà vẫn không sợ hãi đứng trước cường quyền bất công và chấp nhận chết, nhưng luôn luôn binh vực cho công lý, cho chân lý, cho sự thật. Đó là sự tự hủy mình ra không. Đúng hơn, đó là một tình yêu nguyện dâng hiến chính mình. Tình yêu đó chính là sự thật, và sự thật đó được chứng minh bằng sự tồn tại của sự sống mãi mãi qua sự phục sinh của kẻ đã chịu chết kia. Còn tất cả những cường quyền trước mắt thế gian rất mạnh mẽ, cuối cùng qua đi. Không còn một chế độ nào, không còn một nhà độc tài nào, không còn một kẻ cường quyền nào tồn tại, mà chỉ có một tình yêu được bộc lộ ra qua cái yếu mềm, yếu đuối lại tồn tại mãi mãi, được chứng minh bằng sự phục sinh của đấng đã chấp nhận chịu chết. Cho nên ta mới nói đó là sự khôn ngoan. Và Phaolô đã nghiệm ra được điều đó, và Phaolô nói: tôi cho coi mọi sự là rác so với một điều, một mối lợi tuyệt vời duy nhất là biết Đức Kitô, và là Đức Kitô chịu đóng đinh. Hôm nay các sơ chọn và chọn dứt khoát điều đó, có phải không? Một cái ly, nó chỉ là cái ly
khi nó không chứa gì hết. Nó mà chứa nước chanh thì ta gọi đó là ly nước chanh. Nó mà chứa ly cà phê thì gọi đó là ly cà phê. Nếu nó chứa thuốc độc thì gọi là ly thuốc độc. Nhưng nó là nó khi nó không chứa gì hết, người ta mới gọi nó là cái ly, nghĩa là rỗng. Các sơ cũng chỉ là chính mình. Tôi là ai? Khi các sơ khoét rỗng hoàn toàn để Chúa lấp đầy vào. Bởi vì Chúa và chính cá nhân bản thân các sơ mới làm nên chính căn tính của mình. Ơn ta đủ cho ngươi, nhưng mà tại sao nhiều lúc khốn khổ thế này, con kiệt sức mất rồi, lạy Chúa, xin ban ơn cho con, gào thét mãi mà không thấy ơn Chúa đâu. Thực ra ơn Chúa dư tràn, không những đủ mà còn dư tràn, chỉ vì cái ly của ta quá đầy, chứa đựng những thứ khác trong thế gian này, cho nên ơn Chúa đổ xuống cứ tràn ra ngoài mà không tràn vô trong. Cho nên hôm nay nguyện kết hôn với đấng thần linh ấy là kết hôn với chính mầu nhiệm khoét rộng trên thập giá. Mầu nhiệm làm cho cái ly nó thành là chính nó. Khi nguyện bỏ hết tất cả những gì thuộc về thế gian, để trái tim các sơ chứa đựng chỉ một điều duy nhất, chỉ một người duy nhất là hình bóng Đức Kitô, đấng chịu đóng đinh chết trên thập giá, đấng yêu và yêu cho đến tận cùng yêu hết mình. Và như thế là chính mình cũng phải yêu đến tận cùng yêu hết mình. Khoét mình ra không, tự hủy là trở nên trống rỗng. Giống như chiếc sáo trúc phải khoét rỗng thì bản tình ca thần linh phá vào đó mới được ngân lên và vang vào vô tận, thành một giai điệu nhạc ngọt ngào tuyệt vời. Còn cái chiếc sáo mà nó đầy, nó đặc ruột, thần linh cứ thổi bao nhiêu cũng không thành nhạc. Cho nên sự khôn ngoan mà Thiên Chúa muốn nói tới thế gian không hiểu nổi là phải khoét mình ra không. Vì Thiên Chúa đấng tròn đầy, đấng giàu sang đã nguyện trở nên không, để cho ta từ không thành tròn đầy như Thiên Chúa. Đó là sự khôn ngoan mà thế gian không hiểu được. Cho nên Thánh Phaolô mới nói hãy biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, cả trong lúc đau khổ, cả trong lúc tưởng chừng mình chết, mình kiệt sức. Trong ba lời khuyên tin mừng thì có lẽ lời khuyên vân phục là khó khăn nhất. Lời khuyên độc thân khiết tịnh cũng khó khăn, mà các sơ cũng đang trải qua. Lời khuyên về đứa khó nghèo cũng khó khăn, nhưng mà cũng không đến nỗi, vì giao hết cho bề trên rồi. Bề trên mới phải lo ngày ba bữa, còn tôi đâu phải lo. Độc thân khiết tịnh ư, bây giờ chắc cũng ba mấy rồi, không đến nỗi quá khó. 10 năm đầu là cái nặng nhất, là cái cám dỗ tính dục các sơ chắc cũng qua rồi, chút chút. 10 năm kế tiếp là tình cảm. Cái nặng nề cám dỗ là bây giờ là tình cảm. Rồi 10 năm kế tiếp sẽ là con, là cháu, là ước mong có một đứa con riêng của tôi. Thế nhưng mà các sư đang nguyện dâng hết cho Chúa. Các sư sẽ có một bầy con, đó là con cái Chúa. Nhưng mà chuyện đó cũng không quá khó đối với Đức Vân Phục. Như Abraham đó, nghe lời Thiên Chúa từ bỏ quê cha đất tổ, từ bỏ tất cả mọi cái đau, mọi cái ngọt ngào trong đời sống gia đình, để mà đi đến nơi mình không biết sẽ đi về đâu, chỉ vì vâng lời Thiên Chúa mà ra đi, tức là từ bỏ. Tuy nhiên cái từ bỏ ban đầu, cái vân phục đó vẫn còn vì một mối lợi, là vì ông tin Chúa sẽ thực hiện lời hứa ban cho một hậu duệ muôn đời, đông như sao trên trời. Chỉ tới khi Chúa thử ông là Chúa cất đi cái dấu hiệu hy vọng duy nhất là Isaac, con nối dõi đó. Mà ông vẫn tiếp tục vâng lời Thiên Chúa dẫu không còn cơ sở gì để hy vọng. Thì chính đức tin vâng phục ấy làm Thiên Chúa vui lòng và đặt Abraham làm cha của các kẻ tin.
Abraham đã là hình ảnh của Đức Kitô, Isaac cũng là hình ảnh của Đức Kitô. Khi mình tự nguyện chết đi thật sự hoàn toàn trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa toàn năng tình thương, sẽ có những lúc trong cuộc đời của các sơ cảm thấy bế tắc hoàn toàn, chỉ muốn cởi áo đi ra. Nhưng cả những lúc đó nữa, hãy nhớ Chúa nói ơn ta đủ cho ngươi. Chỉ còn một điều duy nhất là đổ hết các thứ nước ở trong chiếc ly của sơ đi, để cho thần khí, thần linh Thiên Chúa tràn vào. Khi ấy các sơ sẽ thấy ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Chúc các sơ cảm thấy hạnh phúc thực sự trong mầu nhiệm yêu thương dâng hiến với đấng chàng rể thần linh đóng đinh trên thập giá hôm nay và mãi mãi. Hỏi thăm bốn sơ Ngân Khánh kinh nghiệm đó, chắc là các sơ rành lắm, các chị em hãy chia sẻ cho nhau kinh nghiệm đời tu. Và qua đó cũng muốn nói đến các chị em khác trong dòng Damen Rosalima, cũng như những anh chị em sống ở ngoài đời. Chúng ta tin vào Chúa là hãy tin vào tình yêu tự hủy mình ra không. Đó là sự khôn ngoan duy nhất mà Thiên Chúa muốn mang đến cho chúng ta để cứu độ chúng ta. Amen.